hôm nay nước xuống đáy vào ban ngày này thì đêm nó lên đến tầm 10 giờ đêm nước nó mới lên đến đỉnh. Hôm qua mình câu đến tầm hơn 7 giờ tối mình về. Câu lua à anh? Hay là câu năng xê anh à? Ngoài hôm anh vẫn ngồi đây đấy à? Được con nào chưa anh? Được con gì anh? À, to không anh? Cũng khá khá đấy nhỉ, thế vớ mà con to là được đấy. Khó lắm, to chỉ có đội đông nục thôi, nhưng hội em đánh nục thôi. Không, nhưng mà cũng vớ. Anh để giải mấy cần? Mới một cần đơn à? Nhà anh gần, chắc cũng gần đây hả? Ủa, Lam Sách, nhưng mà anh đi làm bên này à? Thế sao phải đi đò sang đây câu à? Bên Lam Sách cũng câu được nhưng lại thích sang đây. Vì cái cống này nó hút cá nhiều đúng không? Đúng rồi, cống. Đi câu thì mình cứ đam mê cái chả, cứ nhìn đi. Không, nhưng mà hôm nào anh lên cái bè 30.000 ở kia kìa. Bây giờ ông ấy mới mở đấy. À, có bè 30.000. Bè 30.000. Hôm nào bác câu chán đây, bác lại vào đấy cũng được. Đánh có được không? Hôm loại nó lên con chấm đen 10 cân. À, nói chung là mình câu sông, nếu mà cái dòng đấy lại phải mấy anh em người ta chuyên gọi là săn hàng. Không, anh như này. Anh câu lăng xê với cả câu lăng xê được, với cả câu ngâm ấy. À, câu ngâm ấy. Vâng. Nó ở sông Cái này. Sông Cái. Ui dồi, cá bắt cá vèn với cá bò với cá vèn với bò với cả ngạnh. Nói chung mình cứ câu mình thay đổi được, lại thấy hiện tượng à? Cứ giữ tí. Nó hôm nay nó ăn thì sao? Không dính đúng không? Làm gì mà nhanh thế? Ừ, nhưng mà lắm hôm nó ăn nhanh lắm anh ạ. Ừ, nói chung là cái này quan trọng là theo cái nước này. Nước đang nước đang lên anh ạ. Đúng rồi, mà nó đang chảy này là cá nó vào. Em không đóng à? Tí nữa em xuống. Nước nó đang xuống thì cứ đi lượn tí đã. Nó lên về chiều về tối cơ. Anh đi đò sang đây à? Sang bên kia nhà có gần không anh? Trong thị trấn à? Thị trấn là thị trấn Nam Sách đúng không? Anh sinh năm bao nhiêu anh? Anh á, anh 19. Vâng, anh hơn tuổi em. Nói thật, đi câu trên ngoài cũng được hết rồi, anh đi sang kia làm. Lại đi sang nước ngoài à? Ừ, anh 21 rồi đi bay rồi, cái cảnh này. Mình thích đi câu, mình câu thôi đúng không? Thì thôi, thì cứ đi chứ. Môn câu này nó đam mê, nó mê lắm. Thế nó mê mẩn lắm. Em đi câu thì em lạ gì, tối đến mẹ cũng có lọ mọ. Tối ở xa chứ nếu mà anh mà không phải đi đò, tối đến ra anh ngồi. Tối... anh ám cống này ngay. Tối hôm qua nhá. Có lên con gì không? Tối hôm qua em ngồi đến hơn 7 giờ em về, mà tối lúc đấy lúc 7 giờ kém bắt đầu mới có hai ông. Một ông xe gem, còn một ông không biết xe gì nhưng phi ra cái chỗ cây dâu kìa. Đấy. Chỗ đấy xong các ông ấy, hai ông ngồi thấy hai cần. Không biết các ông câu kiểu gì. Ông chắc câu đơn thôi. Đơn đài rồi. Đơn đài thôi chứ đóng lục thì tối thì bởi vì cái đèn phao lục như nó không bát sao. Thì chỉ có dùng phao bẻ xong gắn vào đầu phao lục thôi. Hôm nay cũng phải đông lắm. Mà nếu nó cứ đóng này là chiều chiều mà nước lên là đông người câu lắm. Mấy hôm anh sang đây nhìn đục lên cái con mẹ 5 cân nữa. Đúng rồi. 4 cân. Đúng rồi, cống này vẫn là cống hút cá nhiều ở sông Thái Bình mà. Nó ngược. Anh nó cũng có cống ở Thượng Đạt đấy nhưng cái cống ấy nó bé lắm. Đúng rồi. Cống ấy nó ngắn, nó không hút cá. Mới nói đúng là dân thuyền chài nó đậu ở ngoài nó rét hết rồi. Đúng rồi. Qua câu thì thôi thì đã ham mê.
Với nhà bên Nam Sách sang đây đi qua đoàn là đến thôi. Ừ, anh qua đoàn thôi. Có tâm đấy nhỉ. Tâm là tâm cá hay là tâm đất? Đại thể lông đoạn này lông. Mà nó được 6-7 phân nhỉ. Đoạn này nước nó xuống rồi. Giá giữa cũng chỉ 6-70 phân nhỉ. Không, giá giữa chắc là hơn, nhưng giữa đang chảy. Nhưng lại giữa dòng lại chảy. Dòng đang chảy, câu gì ở mép. Năng xê giữa dòng được anh ạ. Ừ, năng xê anh chỉ đoán là đoạn. Đúng rồi, cứ giữa dòng. Thoáng có con dở hơi nó đi nó ăn tạp. Nghèo là trước có ông năng xê được con 7-8 cân đấy. Cống này cá rộng cá mà thế. Và nhiều ấy. Hai hôm anh đến đây anh thấy chú đều có hàng đem về cả. Và quà cứ hơn cân là đẹp. Và quả đấy thì ông ra ngồi nửa tiếng đồng hồ làm con 5 cân đấy. À, tú cá dài đoàn đoàn đấy. Tú ừ. Con ngon thật. Mình bảo thằng em ấy cầm vợt cho ông. À. Cá đây thôi. Đã thấy ông cần hút tôi ra đây. Mình bảo thế thì đừng có nhả là mất đấy. Không, nhưng mà đội dòng quen rồi, nó thấy nó kéo mạnh nó cũng phải nhả bớt ra. À, mình sợ là nó chỗ này mấy hôm ấy nó bao biết rác chứ không có. Và nhưng mà nó mà kéo mạnh quá vẫn phải nhả bớt. Đánh làm sao mà không có nó sốc. Đúng rồi, chứ căng quá là nó cũng bung. Căng quá cũng bung anh ạ. Sợ sốc quá bứt. Vâng. Kéo đấy thì không sợ, như vậy mình sợ những cái đoạn mấu lối mấu nước chẳng hạn. Nối không ra được. Buộc không chắc lắm, nhưng chủ yếu là sợ nhất là nó cá nó giật mạnh nó rách thịt ra. Rách thịt ra. Cá to. Cá to nó kéo kinh lắm. Hôm qua hôm kia 3 hôm rồi ở trên đồng nó đánh con 10 cân khiếp. Nó đánh đóng vào mặt bắt được anh ạ. Đóng vào mặt mà kéo cảm tưởng như cá 3-4 cân thôi, nhưng lên là cá 10 cân. Đóng mặt nó kéo yếu. Yếu hẳn. Cá nó không quẫy được. Sang mấy hôm chẳng ừ con nào lúc hôm nay bắt đầu được con cá. Ờ. Hôm nay đang nước này là câu được anh ạ. Thời tiết hôm nay nó mà cũng ấm lên. Ấm lên rồi anh ạ. Ừ, bây giờ đang ấm rồi. Hôm qua là thời tiết vẫn ảnh hưởng của ngày kia lạnh. Đúng rồi. Hôm nay ấm đẹp đấy. Anh ra trước hay cái anh bên kia ra trước? Anh bên kia vẫn chưa được con nào đúng không? Anh 11 giờ anh đi sang đây. Vâng. Đúng này đến mùa hè người ta ngồi đông lắm. Ngồi hè ngồi đông dãy này. Một cậu nữa rồi ngồi tận dưới kia. Hai thằng ngồi tít là thấy bảo ngồi đầu xuống cái. À ngồi oánh bắt ngoài luôn. Khó lắm. Đánh ngoài đấy khó lắm. Nhưng mà nếu chạm vớ vẩn gặp con to, nhưng mà có phải có thằng câu thì cái bọn đánh điện đánh điếc nó đỡ vào. Nó vào nó cũng tránh mình ra. Bởi vì không biết là dưới nó ngâm cái gì mất kéo. Đúng rồi, người bát quái đằng nhằng. Chứ cứ khu vực này thì người ta không cho câu, không vào đây đánh thì mình không sợ. Đúng rồi, chỗ này câu đông lắm. Ừ, chỗ này mình đánh mình câu mình an toàn, mình câu dưới đấy. Cứ cái chỗ từ chỗ tam giác kia về đây. Với cả bên hai bên này, mùa hè nó ngồi cắm ô đầy. Và bị phát mấy cân toi bình thường. Và với cả có máy thì nó chợ nhiều, nó chợ được nó đỡ. Anh toàn câu cần đơn thôi à? Câu đơn. Máy này đánh năng xê thôi. Mà có điện đi thì mình làm ngủ vứt ra đấy. Mẹ mà làm ăn thì nó ăn. Vứt năng xê nhiều khi lắm hôm gặp cá ăn nó vứt xuống nó cắn liên tục. Thì nếu mà đã ăn cái năng xê này thì khác gì
đống đục vào mặt đâu. Đúng rồi. Lưỡi nó bâu đầy mặt. Bâu. Không còn nào dẫy vào lưỡi đâu. Cái chùm lưỡi nó bâu đầy mặt. Đúng rồi. Mỗi thứ nó cũng có cái hay. Cái con sông này nó dài vào sông Cẩm Giàng nên là cái lượng nước trong đấy nhiều lắm, chảy hàng tháng rồi không hết nước ấy. Đấy cái nước chảy suốt ngày kia mà. Chảy thế kia nên là khi chảy thì cá nó mới ngược vào. Xong lại lúc nước lên thì nước ở sông cái nó lại vào. Xong nước xuống nên nó lại chảy ra nên chính cái nước nó lưu thông đến mới có cá. Cá chép là cái kiểu này nó sạch, cá chép nó ở. Đúng rồi. Đã vào sâu trong dân kia là hầu như cá chép nhanh thôi. Đúng rồi. Đây thì chép to. Đây chép to nó vẫn nó ở. Nó ở đây nó có màu ở trong ra nó ăn. Nó đón. Nó đón. Trong kia cũng có chép to. Những cái nhánh sông trong cũng thỉnh thoảng có con 3-4 cân này. Nhưng tỷ lệ không bằng ngoài này. Ngoài này là cá đấy, hôm nay thấy cá quẫy đấy. Cá không có hết cá đâu. Đúng rồi. Cá ở ngoài sông Thái Bình nó trú ngụ ở các lồng bè nhiều lắm chứ. Nó trú ngụ ở sông Thái Bình, sau đó là khi nó thấy nước ngược này thì là nó ngược vào. Nên chậm lắm anh ạ, nên đến tối nó mới lên nhanh. Tầm này nên chậm. Mà từ giờ đến chiều chỉ lên được khoảng tầm 20-30 phân thôi. Xong đến tầm 6-7 giờ tối bắt đầu nó mới lên mạnh. Em đi ra đây tí thôi. Đây, tiện mình đi ra ngoài này luôn cho mọi người xem. Chỗ này đến mùa hè tháng 4, tháng 5, tháng 6 tới mọi người ngồi hai bên bờ này đông lắm. Nước cạn dốc sông. Đến con nước tới nó lên cao. So với như này nó phải cao lên khoảng 2 mét. Mọi người đang mò ấy. Đây ngã ba sông. Phía ngoài kia là sông Thái Bình chảy vào này, còn phía này là phía của cái bể hút, bể xả của cái trạm bơm ra đây. Khi mà nước trong đồng cao thì cái trạm bơm nó bơm từ trong đồng kia qua cống rồi chạy ra đây. Trong kia lông hở đáy rồi. Ngoài này thành cái vụng đây. Mọi người câu cả đây cũng nhiều này. Đấy, những cái chỗ rẻ rẻ kia ngồi trong kia nó mát. Mùa hè. Cống hương nước nó chảy từ sông trong ra nên là cá nó ngược vào nhiều lắm. Chỗ này anh em đến câu được, câu đơn câu đài, mùa hè đánh đục cũng được.